Bạn nick Facebook Khuất Tiến hỏi rằng: Kính bạch Thầy, mẹ con không có thời gian đi chùa vì phải trông cháu, nên mẹ con hàng ngày chỉ có thể nghe Thầy giảng Pháp qua mạng. Vậy nghe Pháp ở chùa và nghe Pháp qua mạng thì công đức phúc báu có như nhau không ạ? Kính xin Thầy chỉ dạy cho con được biết ạ. Thứ nhất, Thầy nói rằng nghe Pháp là được phúc báu, nghe Pháp là được công đức, nghe Pháp có thể được tiêu tội, chuyển hóa nghiệp và có thể còn đắc đạo nữa. Thời Đức Phật đã rất nhiều vị nghe Đức Phật giảng Pháp mà đắc đạo, đạt đến cả A-la-hán quả, nghe không? Cho nên nghe Phật Pháp rất là quý, nhá. Không kể là nghe ở đâu, nghe ở nhà, nghe ở mạng hay nghe ở đài, TV gì đó, đều được cả, đều có công đức phước báu. Thế ở đây thì bạn Khuất Tiến mới hỏi là giữa việc đến chùa nghe Pháp với ở nhà nghe qua mạng thì thế nào? Thì chúng ta biết là đương nhiên đến chùa thì khác với ở nhà. Hai cái cảnh, hai cái duyên nó khác nhau. Do duyên nó khác nhau á, thì có thể tâm mình khác nhau. Cho nên ấy, duyên và tâm nó như thế thì có thể cái phước báu, cái công đức nó cũng khác nhau. Cũng là nghe bài Pháp ấy, nhưng đến chùa có Thầy, có đại chúng, có năng lực tu tập của đại chúng nữa, mình nghe Pháp nó có thể được lợi ích hơn, công đức có thể nhiều hơn. Là ở nhà thì đấy, con này, cháu này, lợn này, gà này, nhiều thứ, nghe không? Mình có thể không chuyên nhất được, cái tâm cung kính mà thanh tịnh có thể nó không được như vậy. Thế cho nên ấy, hai cái này nó sẽ có phần khác nhau đấy nhé. Và Thầy tin nếu đến được chùa trực tiếp nghe Pháp thì nó vẫn lợi ích hơn. Giống như các Phật tử đấy, xem bóng đá thì xem trực tiếp thích hơn hay là xem qua TV? Xem trực tiếp thích hơn chứ, đúng không? Đó, tâm mình phấn khởi hơn. Thì cũng thế, nghe Pháp cũng vậy đó nhé. Thì Thầy xin trả lời bạn Khuất Tiến như vậy. Như Phật. Bạn Bích Ngọc hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con là người mới biết về Đạo Phật và mới tìm hiểu về chùa mình thời gian gần đây. Khi con tìm hiểu, con thấy ở chùa có những ngày tu học hàng tháng và có rất nhiều người về tham dự. Con nghĩ chắc họ phải được lợi ích gì thì mới về chùa đông như vậy. Con rất ấn tượng và tò mò về việc này. Con muốn hỏi Thầy là tu Phật là gì? Có phải đi lễ chùa, nghe giảng Pháp, ăn chay như thế đã là đủ cho việc tu hành? Và học Phật có lợi ích gì ạ? Xin Thầy trả lời cho con được biết. Bạn Bích Ngọc đưa một câu hỏi cho Thầy. Bạn về chùa thấy Phật tử chùa mình đi tu học rất đông, thì bạn đoán là chắc phải được lợi ích gì đấy chứ. Nghe không? Có lợi ích không quý Phật tử? Có chứ, đúng không? Chẳng ai làm gì không lợi ích cả. Wow. Nhất là con Phật nhiều trí tuệ thế này, chẳng ai lại đi làm cái việc không lợi ích, vô nghĩa, vô ích. Thế Thầy xin trả lời cho bạn Bích Ngọc thế này. Trước hết về quan điểm ấy, cho rằng đi chùa lễ Phật, nghe Pháp, ăn chay như thế đã là đủ cho việc tu hành Phật Pháp, thì Thầy xin thưa rằng như thế chưa đủ. Hòa Thượng Thích Thanh Từ có dạy rằng nhiều người, kể cả nhiều tu sĩ, cứ nghĩ rằng cạo tóc xuất gia ở chùa, ngày hai thời tụng kinh, công phu sáng, công phu chiều, rồi đi đám, đi cúng đó, như thế đã là tu rồi và đủ để ăn cơm của Đàn Na Thí Chủ cúng rồi. Nếu nghĩ như vậy mà đã là tu rồi thì chưa đúng. Nghe không? Thực sự, thưa đại chúng, việc tu tập, tu học Phật Pháp của chúng ta không phải đơn giản chỉ có một ngày mấy thời tụng kinh ấy đâu. Vậy tu Phật là gì? Thì thưa đại chúng, nói tu tức là sửa. Nghe không? Tu là sửa. Sửa gì?
sửa cái xấu thành cái tốt, sửa cái dở thành cái hay, sửa cái cong thành cái ngay, sửa cái tà thành cái chính. Wow, đấy là sửa đấy. Tu chính nghĩa là sửa. Sửa từ cái chỗ chưa hoàn thiện đến chỗ hoàn thiện tốt đẹp hơn. Đấy là sửa. Vậy tu Phật là sửa gì? Là sửa tâm của mình. Tu Phật là tu tâm. Tu tâm là sửa tâm. Nghe không? Mà tâm thì lúc nào nó cũng đi với mình cả đấy. Chả lúc nào nó vắng bóng cả đâu. Cho nên không phải chỉ có hai thời tụng kinh mới đi cúng mới là tu. Mà tâm lúc nào cũng thế. Ở bên ta, ta sửa tâm ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây ấy. Đó, ta phải kiểm tâm. Thì cái tâm chúng ta tại sao mà phải sửa? Vì nó đang là cái tâm không tốt, tâm xấu, hay còn gọi là tâm bệnh, thưa đại chúng. Nhà Phật gọi là tâm chúng sinh là tâm bệnh. Bệnh gì? Tham lam, ích kỷ, wow, chấp nhất, chấp nhì, nhỏ nhen, ganh ghét, đố kỵ, sân si, thù hận, wow, đủ thứ chuyện kiêu căng, ngã mạn. Đấy là tâm bệnh đấy. Cái tâm chúng ta đang bệnh đấy. Thế thì tu Phật là chữa cái bệnh của tâm này, sửa những cái tâm bệnh này. Thì Phật Pháp có rất nhiều, nhiều pháp môn. Mỗi pháp môn ấy, thích ứng với từng cái tâm bệnh một. Tâm bệnh nào thì dùng cái pháp môn, môn phù hợp của nó để tu tập. Và tu Phật là chúng ta tu suốt cả ngày, chứ không phải chỉ có một vài thời là tu đâu. Và thưa đại chúng, tu Phật, học Phật là lợi ích Thầy nói là vô cùng, vô cùng không thể nói được. Kết duyên với Phật Pháp, quy Tam Bảo đã được lợi ích vô lượng, vô biên rồi. Huống hồ nữa là còn tu Phật, học Phật. Chúng ta sẽ thành Phật. Tu Phật, học Phật để chúng ta thành Phật. Mà thành Phật nghĩa là gì? Là thành tựu tất cả mọi mục đích tốt đẹp nhất của con người. Đấy. Thành Phật là chúng ta được hạnh phúc, được tự do, tự tại, được trí tuệ vô biên. Và không còn đau khổ gì nữa. Đấy, không còn đau khổ gọi là hạnh phúc. Mà chúng ta thì cũng đều là tìm kiếm hạnh phúc cả đấy. Chúng ta đều là tìm kiếm hạnh phúc. Đấy, tuyên ngôn của Mỹ đấy, con người chúng ta có quyền được gì? Quyền được sống, quyền được tự do, quyền được mưu cầu hạnh phúc. Nghe không? Đấy, mưu cầu hạnh phúc là quan trọng. Trong cái tiêu ngữ của đất nước Việt Nam chúng ta có câu gì? Độc lập, tự do và hạnh phúc, rất trùng với Phật giáo chúng ta. Wow. Xã hội chúng ta tìm kiếm hạnh phúc, Đức Phật cũng đang tìm kiếm hạnh phúc cho chúng sinh, cho nhân loại đấy chứ. Như cái hạnh phúc mà Đức Phật tìm kiếm cho chúng ta, nó siêu việt hơn nhiều. Nó là hạnh phúc chân thật, tuyệt đối, vĩnh hằng, chứ không phải cái hạnh phúc chỉ có cơm lo áo ấm đâu, thưa đại chúng. Đấy, bây giờ chúng ta có cơm no áo ấm, bây giờ ít ai bị đói, ít ai bị rách, bị rét, nhưng mà cũng chưa hạnh phúc đâu. Đấy, vẫn còn tội lỗi như thế, vẫn còn chém giết nhau như vậy, đâu đã phải là hạnh phúc, thưa đại chúng. Cho nên Đức Phật mới là người tìm hạnh phúc chân thật cho chúng ta. Và tu học Phật là đạt được cái hạnh phúc như thế, gọi là chân hạnh phúc, toàn đầy đủ nhất. Học Phật, tu Phật là lợi ích nhất. Wow. Không những là lợi ích cho một kiếp này, mà lợi ích cho muôn kiếp về sau, thưa đại chúng. Cho nên ai chưa có duyên với Phật Pháp thì gắng tìm cách kết duyên với Phật Pháp để được lợi ích lâu dài, mãi mãi. Nhớ. Rồi. Facebook tên là Quỳnh Mai hỏi rằng, kính bạch Thầy, con xin Thầy giải đáp giúp con. Trước kia do sống ở quê và thiếu hiểu biết nên mẹ con đã phá thai 2 lần. Hôm đại lễ phát tâm Bồ Đề và cầu siêu vong linh thai nhi ở chùa, con có được tham gia và con rất xúc động. Nhưng mẹ con lại không tu tập theo chương trình của nhà chùa. Vậy con có thể tu tập thay cho mẹ con được không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Quỳnh Mai hỏi rằng,
mẹ bạn ấy đã bỏ thai 2 lần. Thế nhưng mà vì mẹ bạn ấy thì chắc tu tập theo cái chương trình của chùa khác, không tu tập theo chương trình của chùa mình. Thì liệu bạn ấy có thể tu tập thay cho mẹ để mà chuyển được cái tội, cái nghiệp của mẹ không? Nghe? Thì Thầy xin trả lời bạn Quỳnh Mai thế này. Thứ nhất, về phần tu tập thì Thầy phải khẳng định là không thể tu tập thay cho được. Không ai tu tập thay cho ai được. Đây là chân lý. Nếu mà tu tập thay cho nhau được á, thì Đức Phật và các Bồ Tát đã tu tập thay hết cho chúng ta rồi. Chúng ta khỏi phải vất vả ngồi đây, nghe không? Khỏi phải lễ Phật sám hối tụng kinh nữa. Chư Phật thương chúng ta, Ngài tu thay hết chứ. Ngài phân thân ra một lúc là hàng trăm vạn tỷ chúng sinh để tu thay cho hết chúng sinh. Thế mà Phật còn chả tu thay được thì làm sao chúng ta tu thay cho ai được? Có đúng không các Phật tử? Cho nên riêng phần tu để mà chuyển nghiệp, chuyển tội, chuyển tâm là không thể tu thay được. Cũng giống như ăn ấy, chúng ta không thể ăn thay cho ai được. Bảo anh ơi, anh để em ăn giúp cho anh, để anh no nhé. Không ăn được. Mình ấy, có thể cho bánh, cho cơm người ta được. Và chúng ta cũng có thể đổ thức ăn vào miệng cho đến rót thức ăn vào bụng cho người ta được. Ta giúp người đó được. Nhưng phần mà ăn và tiêu hóa thức ăn ấy phải là chính chủ. Người ấy mới là người tiêu hóa thức ăn thì mới được. Chứ ta không thể tiêu hóa thức ăn thay cho người bệnh kia được. Thì tu cũng thế. Không thể tu thay, không thể tu giúp, không thể tu đỡ, không thể nhờ tu giúp họ được. Nhá. Thì Thầy nói thứ nhất về phần tu là không được. Nhưng cái phần thứ hai là cái phần hồi hướng phúc báu và công đức thì có thể được. Đấy, bạn Quỳnh Mai có thể tự mình tu tập để lấy công đức và phúc báu của mình và mình hồi hướng cho mẹ thì được. Hồi hướng phúc báu cũng giống như mình đem tiền, đem cơm đến cho người bệnh vậy đấy. Còn đến phần tiêu hóa là người đấy phải tiêu, tự tiêu, chứ mình không thể tiêu hóa thay cho người ta để người ta no được. Đó. Thế thì bạn có thể là làm phúc, tự mình tu tập để lấy phúc báu, lấy công đức, sau đó ta hồi hướng phúc báu ấy cho mẹ thì có thể được, chứ còn ta không tu thay cho mẹ được nhé. Hai cái đó nó rõ ràng khác nhau. Đấy là Thầy xin trả lời bạn Quỳnh Mai. Bạn Mai Phương hỏi rằng: Kính bạch Thầy, từ ngày con biết đến chùa Ba Vàng, con rất dễ xúc động rơi nước mắt khi gặp chư Tăng của chùa. Khi xem trên mạng hình ảnh chư Tăng đi khất thực hay đơn giản chỉ là thấy những giọt mồ hôi trên áo của các Thầy cũng khiến con rơi nước mắt. Xin Thầy trả lời cho con biết vì sao con lại như vậy không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Ở đây Thầy xin trả lời bạn Mai Phương thế này. Thứ nhất thì có thể là do bạn Mai Phương từ tiền kiếp cũng đã sẵn có cái tâm cung kính đối với chư Tăng và yêu quý chư Tăng rồi. Đấy là thứ nhất, cái hạt giống từ tiền kiếp. Thứ hai là trong kiếp này bạn cũng có thể là cái duyên được gặp gỡ được giáo hóa, nghe hiểu về công đức của chúng Tăng, biết được rằng các Thầy đi tu là bỏ hết cả cha mẹ, thân quyến, bỏ hết tất cả thú vui trần gian, vào chùa tu tập, ngày đêm, sớm tối vất vả, hành thiền tu tập, giữ giới. Đó. Rồi cuộc sống rất là đơn giản, 3 y 1 bình bát, không sở hữu tài sản riêng tư gì cho mình. Tài sản của người tu chỉ là 3 y và cái bình bát thôi. Mà đến lúc chết thì 3 y và bình bát ấy lại giao lại cho những người sau, chứ cũng chẳng được mang theo xuống mồ đâu, thưa đại chúng. Đấy, cho nên là không có sở hữu gì. Người đi xuất gia đã coi cuộc đời là cái cõi rất là tạm rồi, biết rằng đời nó không có là cái thật, cho nên mình không có dính mắc cái gì ở trong đời này cả. Thế thì bạn có thể được nghe hiểu như vậy, rồi lại trực tiếp ở chùa gặp được các
các thầy thực sự là tu hành như vậy, cho nên bạn khởi cái tâm kính mến, cảm động mà rơi nước mắt. Thì đây là một cái thiện tâm. Thầy nói ai gặp chư Tăng mà cảm kích, rơi nước mắt đều là thiện tâm, tức là tâm tốt. Và Thầy muốn bạn sẽ biến cái tâm tốt này thành hành động. Đó là gì? Đó là mình tinh tấn tu học, rồi biết phụng sự, hộ trì cho Tam Bảo thì nó sẽ tốt hơn nữa, nghe không? Biến cái tình cảm yêu quý trở thành hành động, phụng sự, bảo vệ Tam Bảo thì sẽ tốt hơn. Có bạn tên là Ngô Hiền hỏi rằng, kính bạch Thầy, có một hôm mẹ con đi chùa trong làng, bảo đăng ký quy y Tam Bảo, nhưng con biết hôm đó ở chùa không có lịch quy y. Tuy nhiên mẹ con kể là đã gặp một sư cô. Sư cô bảo mẹ con cứ ghi tên đi, rồi một mình sư cô sẽ quy y cho mẹ con. Xin bạch Thầy, như vậy có đúng không ạ? Vì theo con biết, muốn quy y phải có tăng đoàn mới đúng nghi lễ. Mong Thầy giải đáp thắc mắc cho con. Con xin tri ân công đức của Thầy. Thầy xin trả lời bạn Ngô Hiền rằng, việc quy y Tam Bảo cho Phật tử, cho các thiện nam tín nữ là thuộc quyền của chư Tăng. Phật tử thì không thể tự quy y cho Phật tử được. Cư sĩ tại gia cũng không quy y cho cư sĩ tại gia được. Nha. Thế việc quy y này là dành cho chư Tăng. Chư Tăng thì chỉ cần một thầy tỳ kheo là được, không cần phải nhiều thầy. Một thầy là tỳ kheo. Tỳ kheo thì có thể là tỳ kheo bên Tăng hoặc là tỳ kheo bên Ni, đều được hết, đều có thể đứng ra làm thầy quy y, không những cho một Phật tử mà cho 100, 1000 Phật tử cũng được nhé. Quy y cho 100, 1000 cư sĩ thiện nam tín nữ, chứ còn đã Phật tử tức là quy y rồi. Thầy xin lỗi nha. Thì không nhất thiết là phải bao nhiêu thầy Tăng, phải đông. Một thầy tỳ kheo Tăng hay một thầy tỳ kheo Ni đều có thể đứng ra làm lễ quy y cho thiện nam tín nữ được nhé. Và quy đó là đúng pháp, vì thầy đó đã thay mặt cho tăng đoàn để quy y đó. Thì thầy xin trả lời bạn, cho nên nếu sư cô này quy y cho mẹ của bạn thì cũng là đúng pháp thôi, không có gì sai nha. Bạn Hùng Hà hỏi rằng, bạch Thầy, con là thành viên của câu lạc bộ tuổi trẻ Ba Vàng. Cậu của con năm nay đã hơn 40 tuổi, ly hôn một lần rồi. Bây giờ cậu con đang sống một mình, công việc lúc được, lúc mất và rất là kén chọn chuyện tìm vợ. Ngoài ra cậu con lại tin và tu tập theo tà đạo. Con không biết làm thế nào để cậu con có thể có duyên với Phật Pháp và có được cuộc sống hạnh phúc hơn. Ở nhà thỉnh thoảng mẹ con mở băng của Thầy giảng Pháp, cậu có nghe thấy nhưng không đủ duyên nên cậu cũng không hiểu và không muốn học theo. Ông ngoại và mọi người đều lo lắng nhưng không làm gì được. Con mong Thầy chỉ cho con cách nào để giúp cho cậu con. Con xin cảm ơn Thầy. Đại chúng. À, bạn Hùng Hà này thì là thành viên của câu lạc bộ tuổi trẻ. Có một người cậu 40 tuổi thì đã bỏ vợ, bây giờ ở độc thân và rất là kén vợ. Thế rồi lại tu tập thì tu theo tà đạo. Thế giờ bạn ấy muốn cho cậu này có duyên với Phật Pháp, cả nhà cũng dùng các cách rồi. Bây giờ muốn hỏi Thầy, thì thưa đại chúng thế này này, chúng ta phải có quan niệm rất rõ ràng. Đức Phật dạy là bản thân Đức Phật còn không độ được người vô duyên. Và Phật độ hữu nhân duyên, những người có duyên với Phật, Phật mới độ được. Vô duyên với Phật, Phật còn chẳng độ được. Thì chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng không phải là độ hết được cho cả mọi người đâu. Mặc dù chúng ta nguyện là độ tận chúng sinh, và nhưng mà chúng sinh ấy, cái kiếp này họ chưa có duyên với mình thì kiếp này mình chưa độ được họ. Ta phải tạo duyên cho họ, có thể phải kiếp sau. Nghe không? Chứ không phải ngay một kiếp này ta độ được hết đâu. Đức Phật còn không độ được hết. Đó. Thế thì cầu của bạn Hùng Hà này cũng thế. Bây giờ thì
Thầy thì cũng chỉ nói cách là cả nhà cố gắng tạo duyên cho cậu ấy. Nghe không? Tạo duyên cho cậu ấy bằng cách này, các cách khác. Đấy, cho cậu ấy nghe băng, hoặc là cái nghe băng không chịu nghe thì xem bạn của cậu ấy là những ai. Và những người bạn nào người ta có tín tâm với Phật mà người ta có thể nói được cậu ấy, thì dẫn người bạn ấy đến để chia sẻ với cậu ấy. Ta tìm mọi cách, nghe không? Thế rồi, mình á, có thể chỉ cho cậu ấy những cái nguy hiểm của ngoại đạo, của tà đạo. Mình phải chỉ ra, hoặc là cho cậu nghe những cái băng nói về tà đạo, ngoại đạo nó ảnh hưởng thế nào. À, ví dụ đi theo Pháp Luân Công, đi theo Hội Thánh của Đức Chúa Trời, vân vân. Nghe không? Những cái đó là rất nguy hiểm. Rồi nhiều cái tà đạo linh tinh bây giờ mọc ra nữa, thưa đại chúng. Thế thì làm sao bạn này phải có nhiều kiến thức, bạn Hùng Hà này phải học nhiều kiến thức, và rồi bản thân mình cũng lại phải tu tập tốt nữa, có uy tín trong gia đình, nói mới nói cậu ấy được. Chứ mình là hàng con, hàng cháu, nhiều khi nói cũng khó đấy. Thế thì cái này vấn đề là tạo duyên nhé. Thế rồi cũng có thể mình cũng làm phước xong mình hồi hướng cho cậu ấy. Vì cái người ấy, thưa đại chúng, thiếu phước cũng có thể khiến cho mình không gặp được Phật Pháp. Đại chúng, nhiều người do không có phước báo cho nên không gặp được Phật Pháp. Trong Kinh Địa Tạng, chúng ta nhớ người thân của chúng ta khi sắp lâm chung, Đức Phật dạy chúng ta lấy những đồ đạc của người ấy, đến bên người ấy, nói vào tai người ấy rằng đồ này, vật này, tôi sẽ đem cúng vào Tam Bảo nhé, để hồi hướng phước báu cho quý vị nhé. Đấy là một cách để kết duyên cho người ta. Làm phước mà làm phước vào Tam Bảo thì người ấy sau này có duyên với Tam Bảo. Trong Kinh Địa Tạng dạy rất rõ điều đó. Thế thì ở đây bạn Hùng Hà cũng thế, có thể mình làm phước hồi hướng vào Tam Bảo, xong hồi hướng cúng dường vào Tam Bảo, hồi hướng cho cậu này. Đấy cũng là một cách để cho cậu dần dần kết duyên, chứ cũng không tu thay cậu được, nghe không? Đó, thì đấy là một cách nhé. Thì thôi mình cố gắng hết sức, còn cái duyên phước của cậu đến đâu còn phải tùy cậu á. Con nick bạn tên là Trang Bùi Thị. Kính bạch Thầy, hiện con đang là sinh viên đi học xa nhà, mỗi một năm chỉ về nhà được vài lần, nên con rất quý trọng những khoảng thời gian được ở nhà. Nhưng mỗi lần về quê, con rất hay bị hỏi là đã có người yêu chưa, lúc nào lấy chồng. Ban đầu con cảm thấy bình thường và còn đùa lại, nhưng việc này cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Lần nào về quê gặp ai cũng vậy, khiến con cảm thấy rất là ức chế, khó chịu và còn không muốn về quê nữa. Con biết như vậy là không nên, nhưng con không biết phải ứng xử thế nào cho phải. Con xin Thầy cho con một lời khuyên. Con xin cảm ơn Thầy. Đấy, thưa đại chúng, đến cái chuyện này cũng bạch tên Thầy. Đã. Ê, bạn Trang Bùi Thị Trang này, thứ nhất đi, ở đây Thầy xin chia sẻ với bạn thế này. Đó là nếu bạn là người Phật tử nha, thì đã là Phật tử là phải dũng cảm và đối diện với sự thật. Và mình phải biết thật sự mà nói là mọi người đang quan tâm đến mình và lo cho mình, thương cho mình đấy chứ. Và có thể đấy không hẳn là cha mẹ mà là hàng xóm thôi. Người ta thấy mình ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ trơ trơ ra, nghe không? Chả thấy có đôi có lứa gì cả, người ta cũng sốt ruột. Cái đấy là người ta tốt tâm, mình phải đánh giá là người ta tốt đã, nghe không? Thế nhưng mà đây bạn ấy phiền là cái tốt quá. Tốt quá, ngày nào, đợt nào về cũng hỏi thăm, kể ra thì cũng bức xúc thật, cứ trả lời mãi thì cũng bức xúc. Nhưng mà thôi, trước nhất thì mình phải nhận ra sự thật, mọi người tốt với mình, nghe không? Đó, thế thường những cái người mà có cái khiếu khôi hài thì có thể người ta nhân đấy người ta khôi hài được, nghe không? Đó, có thể là nói là con đang chọn, còn đang tìm, chưa có ai ưng cả, không tìm được ai thì con đi tu. Đấy, nghe không? Đấy. Đấy, Thầy nói vui thế thôi. Nhưng thì ở đây bạn thứ nhất là phải đối diện sự thật và mình phải nhìn nó nhé.
là con Phật thì không chối bỏ sự thật. Con Phật là bao giờ cũng trực diện luôn, không bao giờ chối bỏ nha. Nhìn thẳng vào sự thật và ta xử lý cái tâm của mình. Tâm của mình, thưa đại chúng, ở đời nó không phải cái tâm chúng ta lúc nào cũng được như ý đâu. Có rất nhiều cái không như ý. Và thì chúng ta ngay đó ta phải nhìn lại tâm mình nha, để mà quản trị cái tâm của mình. Đó. Những khi mà bất như ý nó đến với chúng ta, cuộc đời này đem chúng ta nhiều cái bất như ý lắm, mà không phải dễ được như ý cả. Thế cho nên mới gọi là cái người không có ý thì mới được như ý, còn chúng ta là phàm phu có nhiều ý thì sẽ bất như ý nhiều, nghe không? Ai là không có ý? Các bậc thánh, các ngài vô tâm không có ý, cho nên các ngài lúc nào cũng được như ý, vì tôi chả có ý gì cả, cho nên các ngài được như ý. Thế còn chúng ta thì lắm ý, cho nên chúng ta không được như ý, nghe không? Thì chúng ta phải chấp nhận nhé, cái này là cái sự thật. Thế thì bạn cũng phải dũng cảm lên mà nhìn vào sự thật như thế. Thứ hai nữa là thầy nghĩ bây giờ tuổi trẻ bây giờ cái mạng xã hội thì nó cũng rất là rộng rãi, có nhiều cái chương trình kết bạn lắm. Thì bạn có thể vào tham gia các cái câu lạc bộ kết bạn, tìm bạn, kết bạn ở đó. Rồi tham gia những cái câu lạc bộ ở trong xã hội này này. Ở chùa mình có câu lạc bộ tuổi trẻ đấy, có thể tham gia câu lạc bộ tuổi trẻ, hoặc là có câu lạc bộ tuổi trẻ hôn nhân và gia đình. Chùa mình cũng có câu lạc bộ đó, tham gia đấy. Nghe không? Biết đâu vào đó mình lại có duyên. Nghe không? Đó. Thế thì thầy xin chia sẻ với bạn Trang như vậy nhé. Bạn phải nhìn vào sự thật và chấp nhận đi. Và mình gì thì gì vẫn phải cảm ơn mọi người, thế là người ta quan tâm đến mình, lo lắng chứ. Ai không lo, nhất là cha, là mẹ, là ruột thịt của mình, ta lo cho mình cảm ơn nhé. Thì sau cũng có thể nói thẳng là con biết rồi, nhưng con đang tìm, mọi người không hỏi con nữa, con sốt ruột. Nói thẳng thế, nghe không? Thì người ta cũng sẽ không hỏi nữa đâu nha. Thôi, thầy xin trả lời bạn như vậy. Con nick Facebook Lan Anh hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con thấy ở các ngôi chùa quê con hầu như năm nào cũng đều tổ chức Trung Thu cho trẻ em. Vậy Trung Thu có phải là một ngày lễ của Phật giáo hay không ạ? Con còn nghe nói Tết Trung Thu gắn liền với tục bái Nguyệt Thần. Vị thần trăng này trong Phật giáo chính là Nguyệt Quang Bồ Tát. Như vậy có đúng không ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Kính thưa đại chúng, bạn An Anh hỏi về cái Tết Trung Thu. Thì Thầy khẳng định thứ nhất là Tết Trung Thu không phải là một cái ngày lễ của Phật giáo, mà nó là ngày lễ dân gian của một số các cái nước ở châu Á chúng ta. Ở đây Thầy nói là tổ chức Trung Thu thì có nhiều nước lắm ở châu Á. Trung Quốc này, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện, Philippines đều có tổ chức Tết Trung Thu hết. Nghe, cái dân châu Á mình đấy, họ ăn Tết Trung Thu. Thế thì cái truyền thuyết về Tết Trung Thu bây giờ thì họ cũng nói có mấy cái truyền thuyết cơ. Đại chúng, thì mình cũng chưa biết cái nào nó là đúng, và nào là truyền thuyết từ đời ông vua Đường Minh Hoàng vào ở thế kỷ thứ 8 sau Tây lịch đấy. Đó. Thế thì nói là cái ông này ông đi chơi rồi ông gặp một ông đạo sĩ dùng thần thông đưa ông lên trời. Thế là ông gặp các tiên nữ ở trên trời đẹp quá. Đến khi mà ông phải về trần gian thì ông cứ ngày đêm ông tơ tưởng nghĩ đến các tiên nữ. Thế và sau đó thì ông tổ chức hát ca rồi sáng tác những bài nhạc để mà nhớ những cái ngày ông ở trên trời. Và tháng 8 ông tổ chức ngắm trăng trên trời, gọi là vọng nguyệt, để cho mọi người được ngắm trăng. Còn ông thì nhớ đến các tiên nữ ở trên trời. Thì đó cũng là một cái thuyết. Cái thuyết thứ hai thì họ nói là cái câu chuyện giữa Hậu Nghệ với Hằng Nga. Hậu Nghệ với Hằng Nga thì Hậu Nghệ là một cái chàng trai rất giỏi. Cái thuở ấy là trái đất này
cái thế giới chúng ta nó có đến 10 cái mặt trời xuất hiện và nó thiêu cháy hết tất cả rất nhiều thứ. Thì Hầu Nghệ đã dương cung lên và bắn rụng 9 mặt trời, còn mỗi một mặt trời bây giờ thôi. Thế và ai cũng tìm đến Hầu Nghệ để học, và Hầu Nghệ cuối cùng thì được một cô gái tên là Hằng Nga yêu quý và lấy làm chồng. Thế thì khi mà Hầu Nghệ giỏi như vậy, nhiều người đến học như vậy, thì có một đứa học trò tên là Bồng Mông, nó rất là ác tâm. Hầu Nghệ lại được Vương Mẫu cho một cái thuốc trường sinh, mà khi uống cái thuốc này vào thì sẽ nhẹ, người sẽ nhẹ như là bấc và bay lên trời. Hầu Nghệ quý cái thuốc của Vương Mẫu cho lắm, mới dặn vợ là Hằng Nga cất kỹ đi, nghe không? Đừng cho ai biết. Thế thì sau đó thì khi mà Hầu Nghệ đi công việc thì Hằng Nga ở nhà, thì bị cái cậu học trò tên là Bồng Mông đến vào, nó cưỡng bức và nó bắt cô phải đưa cái thuốc trường sinh đấy cho nó. Thế thì cô Hằng Nga thì không chịu, mà nhưng mà không chịu thì cũng không được, thể nào cho nó cũng sẽ chiếm đoạt bằng được. Thế là cô liền mở hòm lấy cái thuốc cô uống luôn vào. Thế uống xong cái thì cô nhẹ và thế là cô bay lên trời, bay lên và lên mặt trăng. Đấy. Thế thì khi mà Hậu Nghệ về thì mới giết Bồng Mông đi rồi vào và nhớ vợ lắm. Thế thì đến rằm tháng 8 thì tổ chức cùng với tất cả học trò rồi nhân dân ở đấy bày hương án ra để mà làm lễ hướng lên mặt trăng, nghĩ nhớ tưởng về người vợ Hằng Nga của mình. Đấy là một cái thuyết nữa, thưa đại chúng. Thế rồi ở Việt Nam mình thì có cái thuyết chú Cuội, phải không? Thằng Cuội đấy. Thế thì cậu Cuội này là một cái chàng tiểu phu thì đi rừng. Hôm đi thì gặp một cái đàn hổ. Thế là cậu mới đàn hổ con, thì cậu mới giết đàn hổ con. Thì khi mà giết đàn hổ con này xong thì đúng lúc con hổ mẹ nó về. Thế là cậu sợ quá, cậu mới trèo lên trên một cái cây cao, cậu trốn. Thế thì về thì thấy con hổ mẹ nó tha xác những con hổ con ra một chỗ, xong nó đi, nó mới vào một cái gốc, một cái cây, nó giống như cây đa. Nó mới nhai cái lá đa đấy, xong rồi nó mới mớm cho con, những con hổ con đó, mớm vào miệng. Thế mớm xong thì tự nhiên tất cả những con hổ con sống lại hết. Thế là Cuội đợi đến khi mà con hổ mẹ, hổ con nó tha nhau đi hết rồi, thì Cuội biết cái cây này là cái cây quý rồi, gọi là thần dược rồi. Thế là Cuội mới đánh về nhà để trồng. Và khi mà mang cây về trồng thì Cuội cũng cứu được rất nhiều người thoát chết. Thế trong đó có một cô con gái của một cái ông phu ông. Thế thì cô con gái này cũng bị bệnh, chết rồi. Thế thì Cuội mới mang cái lá của cái cây đa của mình đấy mang đến mà cứu được cô gái này sống. Thế là ông phú ông đồng ý gả con gái cho Cuội, và hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Thế thì hôm ấy Cuội cũng đi vắng, thế cô vợ ở nhà, thế bị cái bọn ác nó đến thì nó giết chết cô vợ, nó giết chết cô vợ, thì sau đó thì nó đi. Thế thì khi Cuội về thì mới lấy cái lá đa đấy để nhưng mà nó giết cô vợ, nó lại, thầy xin lỗi, nó giết cô vợ xong này móc hết ruột của cô nó vứt đi, để nghĩa là Cuội không thể cứu được vợ nữa. Thế thì đến khi về thì Cuội mới có một con chó, nó rất là trung thành. Thì con chó nó đồng ý là cho Cuội mổ lấy ruột chó để lắp sang cho vợ. Thế thì làm mới lấy ruột con chó đi lắp xong cho vợ, gắn vào bụng vợ. Sau đó thì Cuội cũng lại nhai lá đa mà mớm cho vợ, thì vợ sống lại. Như vậy là vợ thì thân người nhưng mà bụng chó, ruột chó. Cho nên là cô này từ khi mà mang ruột chó là cô rất là ngu, nói trước quên sau. Thế còn con chó thì Cuội phải lấy đất nặn thành cái bộ ruột giả cho con chó, và cũng mớm cho con chó cũng sống lại. Chúng câu chuyện rất là ly kỳ.
Thế thì cô vợ của cụ ấy là từ khi sống lại thì cô cũng lúc nhớ lúc quên. Thế thì ở nhà quê mà thì cụ ấy thì bảo cô mà đi tè đấy, đi đái đấy, thì đái ở đằng này này, đằng tây đằng này này, đừng ra đằng đông, nghe không? Thế thì cô này cô cứ lúc nhớ lúc quên. Đấy, mà cái cây đa này này thì đặc biệt nếu mà tưới nó bằng nước bẩn ấy là nó sẽ không ở và nó sẽ bay đi. Thế thì hôm ấy thì cô ấy về đến nhà thì là trời ơi, cô vợ này cô mà đằng có lại quên mất, không biết là chồng dặn đi đáy ở phía nào cũng quên, cô ra cô đáy luôn mà gốc cây đa. Thế là vừa về nhà là cây đa nó cũng vừa đang bay lên, nó rổ hết cả gốc rễ, nó tự nó bay lên. Thế là cụ ấy mới lấy cái dìu bỏ vào gốc đa để giữ nó lại. Thế nhưng mà đa thì nó cứ bay lên. Thế là cụ ấy theo gốc đa bay lên trời và bay về mặt trăng. Đấy, đấy là cái tích, cái câu chuyện mà chú cụ ấy của chúng ta. Thế mà chúng ta vẫn thấy nhìn thấy chú cụ ấy ở trên gốc đa đấy, nghe không? Đấy, thằng cụ ấy ngồi gốc cây đa mà để trâu ăn lúa, gọi cha ơi ơi, cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn gì? À, cưỡi ngựa đi mời quan viên. Đấy, đấy, cái câu đồng giao ngày xưa Thầy vẫn nhớ. Thế thì đấy là mấy cái tích chuyện về cái ngày Trung Thu. Thế sau đó thì dân thì ở dưới cũng làm hương án để mà nhớ đến cuội vào ngày Trung Thu. Nhưng mà về phía cá nhân thì Thầy nghĩ thế này, dân châu Á mình đều trước đây đều là làm nông nghiệp, lúa nước. Hết cái mùa vụ tháng 8 là cái tháng nhàn rỗi mà. Ngày 3 tháng 8 là ngày nhàn rỗi. Tháng 8 là cái tháng thời tiết cũng rất đẹp, trời trong xanh mát mẻ, nông vụ cũng xong rồi, cấy hái cũng xong rồi. Thì là cái lúc mà nghĩ đến nghỉ ngơi, và có lẽ cái trăng tháng rằm tháng 8 là đẹp nhất. Cho nên là cái lúc mà người dân nghỉ ngơi, vui chơi, thì tổ chức ngắm trăng thưởng nguyệt vào cái rằm Trung Thu. Và bên cạnh đó là cho trẻ em có cái ngày vui chơi quây quần. Quả thật là ánh trăng rằm rất là đẹp, thưa đại chúng, nhất là rằm tháng 8. Và mùa thu trời trong xanh rất là đẹp. Đấy là cái ngày nghỉ ngơi vui chơi của dân chúng. Chứ có lẽ nó cũng chẳng phải do những cái tích kia mà ra. Và vì rất nhiều nước ăn Tết Trung Thu, chứ không phải chỉ có Việt Nam hay Trung Quốc đâu. Đó. Thế thì Thầy nghĩ rằng là dân chúng ta cũng thế, quanh năm vất vả rồi, cả đời vất vả, cũng nên có những ngày nghỉ ngơi như là cái tháng riêng Tết âm lịch đó, mà tháng 8 nghỉ ngơi là được. Và cái này là cái ngày cho trẻ con vui chơi dưới ánh trăng rằm, các cháu vui chơi. Và Thầy nhớ cái ngày Tết Trung Thu ngày xưa hồi bé, Thầy là rất được hay mẹ hay mua cái ông tiến sĩ đấy, ông phóng tiến sĩ đấy, là ở đấy con học giỏi thì sao làm tiến sĩ nhé, và thích lắm. Bây giờ không biết là có còn làm cái ông tiến sĩ cho trẻ con nữa không, hay là tiến sĩ bây giờ nhiều quá rồi cho nên là không làm tiến sĩ giấy nữa cho trẻ con. Chứ hồi Thầy là Thầy thích cái ông tiến sĩ lắm đấy, ông Trạng Nguyên này, ông tiến sĩ này, gọi là ông tiến sĩ và ông Trạng Nguyên, thích lắm. Thế thì kính thưa đại chúng, bạn này bạn hỏi Thầy là cái này, cái vị thần mặt trăng này có phải là Nguyệt Quang Bồ Tát hay không? Thì Thầy xin thưa rằng không phải. Đây, Nguyệt Quang Bồ Tát ở bên tay phải của Đức Phật Dược Sư đây, bên tay trái là Nhật Quang Bồ Tát, bên tay phải là Nguyệt Quang Bồ Tát, là hai vị Đại Bồ Tát thị giả cho Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, không phải là ông thần mặt trăng này nhé. Tất nhiên ở Trung Quốc cũng có chỗ người ta nói ông thần mặt trăng này chính là Nguyệt Quang Bồ Tát, nhưng mà theo đúng giáo lý của Phật giáo thì không phải, nghe không? Không phải nhé. Thì Thầy xin trả lời để cho bạn biết như vậy, bạn hiểu về cái ngày Tết Trung Thu và hiểu về Nguyệt Quang Bồ Tát nhé. Rồi.